Sáng ngày 6 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao tặng 70 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng công trình đường nông thôn xóm Tầm Bát, xã Phú Cường. Đồng chí Bùi Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến dự và trực tiếp trao tặng. Phú Cường là xã đặc biệt khó khăn, được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo dõi và giúp đỡ. Cùng sự về phía huyện Tân Lạc có các đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Mạc Thị Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xã Phú Cường là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Trong những năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và nhân dân, cùng sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng đường giao thông của xã đã được đầu tư, song chưa đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống đường giao thông nông thôn xóm Tầm Bát đã xuống cấp, việc đi lại của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ khó khăn với địa phương và bà con nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng 70 tấn xi măng để xóm Tầm Bát bê tông hóa 450 mét đường giao thông nông thôn trong xóm. Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền xã phối hợp với ban quản lý xóm giám sát chặt chẽ việc sử dụng xi măng đảm bảo có hiệu quả. Nhân dân địa phương cùng hỗ trợ ngày công và đóng góp cát sỏi để làm đường giao thông được đảm bảo chất lượng. Trước đó, đồng chí Bùi Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 với chi bộ xóm Tầm Bát, xã Phú Cường. Chi bộ xóm Tầm Bát, xã Phú Cường hiện có 26 đảng viên. Trong thời gian qua, các đảng viên trong chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng đường bê tông xóm, kế hoạch sản xuất cây vụ đông và công tác chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác an ninh trên địa bàn xóm. Phát biểu với các đồng chí đảng viên chi bộ xóm Tầm Bát, đồng chí Bùi Quang Toàn đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024, đánh giá cao chi ủy, chi bộ đã lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ để trao đổi thảo luận. Nhiều ý kiến tâm huyết và thể hiện trách nhiệm cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các tổ chức hội đoàn thể, các tổ tự quản trong xóm, lãnh đạo nhân dân trên địa bàn tăng gia sản xuất, nhất là sản xuất các loại cây trồng vụ đông, xây dựng nông thôn mới.